Puka là cô dâu nhiều đám cưới nhất Việt Nam. Lễ cưới Đồng Tháp chưa diễn ra thì thêm hôn lễ khác ở nhà thờ. Trong sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã chính thức tổ chức lễ cưới tại một nhà thờ tại thành phố Hồ Chí Minh, làm thêm một bước ngoặt đặc biệt trong hành trình kết hôn của họ. Những hình ảnh chưa từng được công bố trước đó đã khiến cộng đồng mạng xôn xao trước sự trang trí trang nhã và thiêng liêng của nghi thức công giáo. Trong ngày trọng đại này, Puka đã tạo nên bức tranh đẹp như mơ khi diện chiếc váy cưới đơn giản nhưng lộng lẫy, thêm phần tinh tế với chiếc voan trắng. Ngược lại, chú rể Jin Tuấn Kiệt xuất hiện vô cùng lịch lãm trong bộ siêu trắng, tạo nên bức tranh hài hòa và ấn tượng. Lễ cưới diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân và các nghệ sĩ nổi tiếng. Trong lời thề nguyện, cặp đôi trao nhẫn như biểu tượng cho tình yêu và cam kết trọn đời. Tuy nhiên, không tránh khỏi những khoảnh khắc hài hước khi Puka suýt làm rơi chiếc nhẫn khi đeo cho Jin Tuấn Kiệt, tạo nên điều bất ngờ và đáng nhớ cho tất cả mọi người. Không chỉ có vậy, Duy Khánh và Nguyên Thảo, hai nghệ sĩ hiếm hoi, đã xuất hiện trong lễ cưới tại nhà thờ, làm cho sự kiện trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bàn tay may mắn của Nguyên Thảo đã xin vía thành công, bắt chọn hoa cưới từ người bạn thân, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Trước đó, vào ngày 6 tháng 11, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã tổ chức lễ cưới tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Đám cưới lãng mạn này đã có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như Trường Giang, Trấn Thành, Quyền Linh, Diễm My 910, Hòa Minzy, Tóc Tiên, Eric, tạo nên không khí sôi động và ấm áp. Được biết, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức một lễ cưới nữa tại Đồng Tháp, quê nhà của cô dâu Puka. Với sự hứa hẹn của dàn sao nổi tiếng, đây chắc chắn sẽ là một sự kiện hoành tráng, đậm chất miền Tây, nối tiếp chuỗi ngày vui của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Mọi người đang rất hào hứng và mong đợi sự xuất hiện của các ngôi sao để quẩy cực xung và chia vui cùng cặp đôi trẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Việt để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.